Ok, hello các bạn, chào mừng các bạn đến với mình là Sơn Mông Lép, đến từ làng hoa quả cao. Và hôm nay trong cái clip này mình sẽ trả lời cho các bạn một số câu hỏi mà cực kỳ nhiều bạn thắc mắc cũng như là đang hiểu sai về cái vấn đề này. Ok, đầu tiên đó chính là nhức cơ. Đây, bạn thấy là cả anh Trắng và Phát mặc áo như nhau các bạn. Dù hôm nay là thứ ba, hôm nay là thứ ba, tức là đã 3 ngày kể từ khi anh mắc nổ. Em nghĩ là nếu mà điếp sẽ bài trong cười gì Phát? Trước đây em nghĩ điếp nó vào gì? Trước đây em nghĩ điếp vào tay sau thôi. Nhưng mà tay sau dưới ngực. Nhưng mà sau khi bắt đầu thôi anh thấy nó ở đâu? Rồi quyền thân trên. Có thể chia rõ mình nó như thế nào? Em về xô luôn. Ngực và với tay sau. Thì hiện tượng ê ẩm nhất cơ bắp sau khi tập luyện gọi là DOMS, viết tắt là DOMS. Bạn hãy search Google về cái này là gì, mình sẽ không nói chuyên sâu. Thì mình chỉ nói đơn giản, DOMS sẽ xuất hiện trong khoảng 3-4 trường hợp sau đây. Đầu tiên, bạn là người mới, bạn còn zin. Và ngày đầu tiên hoặc là những ngày đầu tiên bạn bước vào con đường ăn hành và tập luyện, thì hôm sau bạn sẽ bị ê ẩm cơ bắp. Thứ hai, bạn là người đã tập luyện nhưng mà vì một lý do đó, công việc, học tập hoặc là vợ đi đẻ, thì bạn phải nghỉ tập trong một thời gian 1 tháng, 3 tuần, 4 tuần vân vân. Tức là bạn nghỉ lâu rồi bạn quay lại tập luyện, thì những ngày sau đó bạn cũng sẽ gặp cái trạng thái ê ẩm nhức cơ bắp. Thứ ba, trường hợp này gặp thường xuyên hơn, đó là bạn đột ngột bạn thay đổi cường độ tập, bạn tăng cường độ tập lên cao. Giống như mình, hiện tại mình đã rất là ê ẩm bạn. Hôm nay là thứ ba. Và hôm thứ bảy mình có battle với anh Trắng. Nếu bạn chưa coi clip battle là có thể xem lại ở đây hoặc là dưới phần mô tả nếu mình có để. Thì khi bạn tăng cường độ tập lên quá cao thì những ngày sau đó bạn sẽ ê ẩm giống như mình. Và thật sự với bạn, ê ẩm như vậy nó đối với mình là một cảm giác rất đã bạn, rất là phê. Và rất là nhiều bạn thèm khát cái cảm giác này, vì càng tập lâu thì cái cảm giác này càng về sau sẽ càng không có xuất hiện nhiều các bạn ha, trừ khi bạn tăng cường độ tập lên quá nhiều. Đó là những cái trường hợp sẽ xuất hiện sự ê ẩm đau nhất sau khi tập. Và những cái bạn đang hiểu sai thì bây giờ mình sẽ nói luôn những cái đang thì bạn đang hiểu sai về vấn đề nhức cơ nè. Thứ nhất, sự ê ẩm nhức cơ bắp nó không đi liền với sự hiệu quả của buổi tập luyện. Nhiều người hay nghĩ là tập luyện phải tới mức ê ẩm nó mới hiệu quả. Không đúng các bạn, điều này không đúng ha. Bạn ê ẩm nhiều ngày hoặc là bạn ê ẩm trong thời gian dài thì đây là có thể là nó liên quan tới vấn đề ăn ngủ nghỉ của các bạn. Tại vì cái chế độ ăn cũng như chế độ ngủ nghỉ của bạn nó không hợp lý, dẫn tới các bạn ê ẩm trong thời gian dài. Tiếp theo nữa, càng tập về sau cái sự ê ẩm nó sẽ càng biến mất. Sự nhức cơ này nó sẽ càng biến mất các bạn ha. Như mình, nếu như mình không battle với anh Trắng hôm thứ bảy thì có lẽ lần cuối cùng mình ê cơ là lâu mà các bạn, lâu mà mình chẳng nhớ, là có thể là tên tới vài tháng ha. Nên cái sai lầm thứ hai là bạn đừng có cố gắng tìm kiếm, hoặc là đừng có cố gắng nghĩ là ôi chết rồi, hôm nay mình tập, hôm qua mình tập sao hôm nay nó không ê người ta, chắc là tập sai hay tập không hiệu quả. Đừng nghĩ vậy các bạn ha, không liên quan. Nếu như bạn ê ẩm bạn gặp DOMS thì nhiều người cho là bạn chỉ cần giãn cơ, bạn chỉ cần nghỉ ngơi thì nó sẽ nhanh hết DOMS. Điều này cũng chưa hẳn là chính xác các bạn. Đúng là bạn sẽ cần nghỉ ngơi, bạn giãn cơ để cho máu nó lưu thông thì bạn nghĩ là nó sẽ DOMS sẽ giảm, nhưng mà thực ra chẳng có cái bằng chứng là xác thực chứng minh chuyện này hết. Nhưng nếu bạn vận động được thì mình khuyên bạn hãy nên vận động. Ví dụ như mình điếp nè, ê ẩm quá, hôm qua mình không tập được nữa các bạn, thì mình hãy có thể tập nhẹ nhàng lại, deep vài cái, hít đất vài cái, đúng là nó vẫn ê nhưng mà sau đó nó sẽ hết các bạn ha. Rồi cái sai lầm tiếp theo đó là nó liên quan tới cái vấn đề nhức cơ này. Nhiều bạn hay nghĩ là mình sẽ tập được mỗi ngày, hoặc là hay hỏi mình là tập được mỗi ngày được không, thì mình chia sẻ với các bạn, nếu bạn tập tới cái ngưỡng mà ê nhức cơ bắp này nè, đau nhức này, bạn không thể nào tập mỗi ngày được, bạn muốn cũng không, khó luôn các bạn. Tại vì bạn, nếu bạn thật sự bạn vượt qua cái DOM này, bạn vẫn cố tập thì cái hiệu suất của buổi tập đó nó sẽ giảm đáng kể. Ví dụ như thông thường bạn có thể tập được, mình nói một cách ví dụ đơn giản, bạn có thể tập được 100 hít đất đi,
nhưng mà hôm nay bạn ê ẩm quá, bạn hít được 5-10 cái là bạn thấy nản rồi. Nên lời khuyên của mình đó là thay vì bạn tập, bạn hướng tới cái việc tập mỗi ngày, thì lời khuyên của mình là bạn có rất nhiều nhóm cơ để bạn có thể tập, hãy tập luân phiên, hãy có một lịch tập phù hợp cho bản thân của mình thì nó sẽ tốt hơn các bạn ha. Áp dụng cho tất cả bài tập, bạn không thể nào kéo dài mỗi ngày hít đất mỗi ngày, tập chân mỗi ngày nếu mục tiêu của các bạn là xây dựng hình thể và xây dựng cơ bắp. Còn nếu như mục tiêu của bạn là tăng số rep, là đạt được nhiều rep có thể, ok, bạn có thể tập được mỗi ngày nha. Bạn có thể áp dụng phương pháp UTG mình đã chia sẻ để có thể nhân đôi hoặc là nhân ba số rep của mình trong khoảng thời gian ngắn. Ok, rồi. Tiếp theo mình sẽ trả lời một câu hỏi mà rất là nhiều bạn thắc mắc, và bản thân mình hồi đó cũng thắc mắc, đó là tại sao khi mình hít đất hoặc là tại sao khi mình dip nó là nhất phần cơ xô, trong khi rõ ràng cơ xô là nhóm cơ kéo mà bài dip hoặc là hít đất là bài đẩy. Thì mình nói với các bạn đây là kiến thức để các bạn nắm nè, bất kỳ một cái bài tập nào khi bạn tập luyện nó cũng sẽ gồm có 4 nhóm cơ tham gia vào quá trình tập luyện đó. Mình ví dụ ở nhóm cơ dip đi ha, ở bài dip đi, thì nhóm cơ chính nó sẽ là ngực, chưa? Nhóm cơ đầu tiên đó là nhóm cơ chính nè, là ngực. Nhóm cơ thứ hai đó là nhóm cơ đối nghịch với nhóm cơ chính. Đối nghịch với nhóm cơ ngực chính là nhóm cơ xô. Nên khi bạn tập ngực, bạn tập bài dip thì ok, nó sẽ vào cơ xô, nhưng nó chỉ đóng vai trò là nhóm cơ đối nghịch thôi. Thứ ba là nhóm cơ hỗ trợ. Nhóm cơ hỗ trợ cho cái động tác dip đó thì đó là vai và tay sau. Và cuối cùng là nhóm cơ giữ cho các bạn thăng bằng, giữ cân bằng và ổn định. Thì ở bài dip, nhóm cơ đó chính là rotator cuff, cơ cổ vai và cơ bụng. Nếu bạn giữ cái chân của mình không đung đưa thì đó, 4 nhóm cơ nó sẽ tham gia vào như tập luyện. Và nếu bạn đột ngột tăng cường độ cao lên giống như mình vừa bắt tổ với anh Trắng trong cái clip đó, thì ngày hôm sau bạn sẽ ẩm toàn bộ những nhóm cơ đó. Mình vừa ê cầu vai, vừa ê tay sau, vừa ê cơ bụng và cơ xô luôn mày ha. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ tập cái nhóm cơ đối nghịch bằng cái động tác dip mà không thể bạn tập cơ xô bằng bài dip. Cơ xô nó có bài kéo thì bạn hãy tập trung cho bài kéo. Hai bạn hãy tập những bài tập nào mà nó tác động vào nhóm cơ chính, và chỉ như vậy thôi là ok nhất. Chứ đừng nghĩ là ok, thấy hít đất cũng vô xô thì hít đất thôi, không kéo xà thì nó không toàn diện các bạn nha. Rồi, tiếp theo nữa, thật sự không có tiếp theo nữa, bạn hết rồi bạn. Thì đó là những gì mà mình muốn chia sẻ ngắn gọn trong cái clip này để bạn có thể nắm rõ kiến thức. Và nếu như bạn biết, bạn thấy ai có những cái hiểu chưa đúng này, bạn có thể truyền đạt lại cho họ, hoặc là bạn giới thiệu họ xem cái clip này để chúng ta cùng nhau tập luyện khoa học và đúng hơn, khỏi phải lăng tăng các bạn nha. Rồi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong clip này. Bây giờ mình sẽ đi tập, hẹn lại các bạn trong clip sau. Chúc các bạn tập luyện luôn tiến bộ và truyền cảm hứng cho người khác.